Chào các bạn, trong video này thầy gửi đến bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9. Đề bài như sau. A. Có xuất phát là clothing ánh sáng. Thì A đây chúng ta chắc chắn là CO2. Từ CO2 với xúc tác này thì nó sẽ đi tiếp dùng với nước để tạo ra glucose hoặc tinh bột. Trong hai hướng đó thì hướng đi ra tinh bột sẽ để hướng lựa chọn tốt hơn bởi vì nó được nhiều hơn. Như vậy ở đây B chúng ta là tinh bột C6H10 O5 tất cả N lần. Phương trình 2, từ B ra C, bột thì chỉ tạo ra đường thôi, C6H10 2O6. Đường thì nó sẽ tạo ra rượu. Nếu đường ở đây mà chúng ta tạo ra rượu á thì ở đây cái thằng E này rất khó. Cái chất mà để tạo ra C2H2 ở đây chỉ có thể là CH4 mà thôi. Nếu không là CH4 thì nó có thể là CaC2, phân điều chế trong công nghiệp. Như vậy để được điều chế đó thì khả năng ở đây từ tinh bột mà để điều chế ra D ra CH4 thì rất là khó. Thì sẽ là từ đường. Ở đây chúng ta sẽ đi D của chúng ta chắc chắn là carbon rồi. Cái đó C6H12O6 chúng ta sẽ dựa vào phản ứng của H4, háo nước của H4 để tạo thành carbon và H2O nha. Nói lại C6H12O6 sẽ đi tác dụng với xúc tác H24 đặc để tạo ra carbon cộng nước. Thế thôi. Đây là phương trình 3. 4 được. 5 được. Và giờ đến 6. Cái F nhiều khả năng đó là C acetylen C2H4. G ở đây khả năng là G ở đây khả năng là rượu C2H5OH. Và giống ở đây này là từ G em nhé, chứ không phải từ H đâu. Thì G ở đây theo thầy dự đoán nó là C2H5OH thì K đây là C4H6. Hai khác thằng này sẽ là CH2 nối đôi CH, CH nối đôi CH2. Cao su bun ra đây. Tất cả N. Giờ tiếp. Để điều chế ra CH4 thì ở đây cái Y này khả năng nó là CH3COONa. Cái N ở đây khả năng là NaOH, xúc tác CaO nhiệt độ đun nóng. Từ rượu mà ra H, H ở đây khả năng là axit, axit mới tạo ra muối được. Nhìn vẽ, nhìn cảm thấy rất là hợp lý luôn. Giờ 6 này. 7 8 9 10 11 12. Tổng ở đây chúng ta có 12 phương trình. Rồi, trước khi làm cái chỗ này thì chúng ta sẽ liệt kê ra A là C6H10 O5 tất cả N lần. Thằng này là tinh bột. B là C, xin lỗi, đây B. A là CO2. C. C ở đây là C6H12O6, đây là glucose. Tiếp. D, D mình dự đoán nó là carbon. E là CaC2. F. F ở đây là CH2 nối đôi CH2 ethylene. G C2H5OH rượu ethylic. H. H ở đây mình dự đoán. H đây mình ghi nhầm em nha. H ở đây nó là CH3COOH. HR đến Y. Y ở đây là Y ở đây là CH3CONa.
N N ở đây là NaOH và K là C4H6. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ minh họa bằng 12 phương trình. Phương trình thứ nhất, CO2 em sẽ đi tới dụng với nước. Ở đây mình dùng clorofin ánh sáng. Cái đó nó tạo thành C6H10O5 tất cả N lần. Chúng ta cân bằng đây là 6N, đây là 5N. Tiếp, phương trình 2. Từ C6H12O6 tới từ C6H10O5 tất cả N lần. Chúng ta sẽ đi tác dụng với nước. Ở đây mình dùng là axit. Đây chúng ta tạo thành C6H12O6 tất cả N. Rồi. Chúng ta sẽ tạo ra từ C6H12O6 chúng ta sẽ tạo ra C6H12O6. Thì đây em sẽ dùng cái xúc tác là H2E4 đặc ở phần hao nước em nha. Và nên tạo ra carbon và H2O. 6 carbon và 6 nước. Tiếp. Từ C chúng ta tạo ra CaC2 bằng cách đi tác dụng với carbon và canxi đun nóng CaC2. Từ CaC2 chúng ta sẽ đi tác dụng với nước để tạo thành CaC2 tác dụng với nước. Ở đây em tạo thành CaOH tất cả 2 cộng C2H2 cân bằng. Chúng ta đặt 2 vào nước là đủ. Rồi, tiếp. Thầy sẽ cắt xuống dưới đây cho bạn dễ nhìn. Tiếp. Phương trình số 6 của chúng ta là từ C2H2 ra C2H4. CH nối 3CH. Ở đây em sẽ đi tới dụng với hydro. Xúc tác đây em dùng là Panadi. Trên chì gặp bonac. Đun nóng. Bản chất ở đây nó sẽ biến đổi liên kết 3 về liên kết đôi 7. Từ thằng này ra rượu thì chúng ta đi cộng cho nước. CH2 nối đôi CH2. Chúng ta đi tác dụng với nước H2O. H2 E4 đặc 170 độ C. Em tạo thành CH3 CH2 OH. Rồi, chúng ta tiếp tục đến cái phương trình 8. Phương trình 8 của chúng ta là từ C2H5OH ra axit. C2H5OH. Và đây em đi tác dụng vô oxy. Phần này mình dùng đó là lê mang giấm. Ở đây ta tạo thành CH3COOH cộng cho H2O. Phương trình 9. Từ giấm chúng ta điều chế ra CH3CONA. CH3COOH đem đi tác dụng với NaOH và thành CH3COONa cộng H2O. Tiếp. Mười. Phương trình 10 như sau. Từ CH3COONa chúng ta tạo ra CH4. Thì ở đây em sẽ đi tác dụng với NaOH.
Số tác ở đây em dùng là COO nhiệt độ đun nóng để nó tạo thành CH4 cộng NH2CO3. Phương trình 11, từ rượu etylic điều chế ra K RC4H6 đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ có như sau: C2H5OH. Ở đây em sẽ tiến hành đun, mình tiến hành đun ở nhiệt độ 450 độ C. Với số tác đây là hai oxit sắt 3 Al2O3 và Cr2O3. Khi đó chúng ta tạo thành C4H6. Cộng hydro cộng H2O. Ở đây 2. Bây giờ chúng ta đi cân bằng phương trình này. 4C bên này 4C đủ này. Bên này sẽ là hai oxy. Bên này có một oxy nhưng mà đặt hai vào nước. Chúng ta kiểm tra hydro, đây là 6, 6 với 2 là 8. 8 với 4 là 12. 6, 6 với 2 12 độ, được chưa? Và phương trình cuối cùng. Từ K ra cao su buna. Thì dễ rồi, đó là phần tổng hợp. Ở đây chúng ta có nhiệt độ, xúc tác, áp suất. Thì cái đó nó sẽ tạo thành CH2, CH nối đôi CH, CH2. Tất cả N lần. Được chưa? Thằng này là cao su buna, thế thôi. Theo đánh giá thầy về câu hỏi này thì câu này thuộc loại câu hỏi dễ, không khó một chút nào cả. Cái khó nhất ở đây đó là cái đoạn này. Cái khó nhất ở đây là chúng ta phải biết được cái C này này và cái E. Được chưa? C E chúng ta giải quyết được thì coi như giải quyết được hết. Đó là chìa khóa để mở bài toán này.